Hello, chào mừng các bạn đến với tựa game Dragon City Mình là Sơn đây rồi và hôm qua thì Có bản cập nhật mới thì mình đã cập nhật rồi các bạn ạ Và hôm qua thì mình chưa nhận ra vấn đề và Hôm nay thì mình đã nhận ra được vấn đề của bản cập nhật rồi các bạn ạ Cũng qua nhờ qua cái Khá là nhiều bình luận của các bạn Là các bản cập nhật lần này thì Trong cái language đó các bạn là Không có giới hạn level của rồng nữa rồi đó là bây giờ là cái hành trình của mình leo lên level cao thì sau này Chắc là đánh language không lại ai quá các bạn Wow, rồi, bây giờ vô gặp language là chỉ toàn rồng à. à nếu mà gặp con con nào năm sao level 70 là chắc là là Rip, nó đồng lại các bạn Rồi các bạn đợi tí mình xem quảng cáo xíu nha Rồi ở đây mình lấy được cái Sau khi xem quảng cáo mà được rương cuối cùng rồi các bạn ạ à. Rồi được 59.000 trái cây rồi, cái cái phần trăm mà ra 2M96 quá khó bạn, quá khó luôn. Nhớ. Yeah. Ở đây thu con nè. Rồi và làm nhiệm vụ của cuộc đua của rên nở lên các bạn ạ. Rồi, cái đảo uh, Rebel Happy các bạn thấy đã không? Hiện tại mình thu được 58 ngàn. <laughs> Hiện tại mình thu được 58 ngàn trái cây rồi các bạn ạ. Rồi, tiêu tiêu ngẹt mũi quá rồi đâu e mơ mơ định làm cái gì hết xì cái nó bay hết luôn rồi bay chữ hết luôn rồi các bạn à, ok tôi giờ thấy này làm trước cái này đây giờ mình sẽ review con Witching Star Dragon các bạn ạ Đấy, con này phải gọi là quá đẻ luôn rồi bộ hệ của nó thì bộ hệ con này mình cực kỳ thích các bạn ạ và nó là thuộc dạng mythic cấp mười nữa Wow, con này đúng đẹp. Đúng ngầu, mạnh nữa. Mạnh nhì game các bạn vừa đẹp, vừa ngầu, vừa mạnh. Đầu tư được con này năm sao khỏi chê các bạn ạ. À, ngôi sao chắc là đặc tình ngôi sao thôi. Rồi ngôi sao chắc là sẽ trùng tên với khá là nhiều con các bạn ạ. Ví dụ như là hai star rồi nè. 2 star rồi à rồi con star dragon nói chung là đủ loại star đủ đủ loại cái ngôi sao đó các bạn ạ và con này là wishing star rồi wow. wow. nó mang bộ giáp vàng nữa các bạn ba ngôi sao vàng nó nháy nháy lên đẹp rồi bốn ngôi sao à bốn ngôi sao vàng rồi bốn ngôi sao vàng nó nháy nháy thiệt là đẹp luôn các bạn rồi và con này mình thấy cái cánh á cái cánh phía sau nhà cái vẽ cánh khá đẹp các bạn ừ. bộ phận cái cánh của nó mình thấy khá khá đẹp nè wow. nó oi gì đâu các bạn quá oi luôn con này nhìn quá oi luôn à, đi trên đi trên rất tiếc là đi trên thì không được à để mình đi đi cho nó đi đánh làm đi đánh thử xem các bạn rồi mình có cái wish để test mà à đây rồi ngon ngon rồi hai sinh à, wishing star đâu Đấy các bạn, mình thích của mình, mình thích cổ cắt 10. Rồi, người ta level 18 thì chỉ có 8.000 máu thôi. Bên này Rồi, đánh giống con hai ta luôn các bạn, đánh giống con hai luôn. Rồi, trưởng trưởng vậy thôi. Rồi. Ôi, cái skill crit mà mình 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 quên xài các bạn, mình cứ quen tay nhấn bua mất. Rồi, Họ để cho làm Titan kill hai con còn lại nha. Rồi. Rồi, xong West, con này lên được rank C. Rồi, cho ta chắc là mình sẽ cho đi đánh một xíu vậy thôi nha các bạn. Rồi, ở đây thì mình còn một cái item nữa nè các bạn, một cái item của cái của ấp trứng thì ở đây mình sẵn sẽ ấp trứng bằng bằng đã rồng đất luôn cho các bạn xem nha để các bạn biết để làm mấy cái nhiệm vụ này sau này làm nhiệm vụ cho nó dễ lai rồng thì cứ lai đất với đất thôi ấp trứng thì cứ ấp trứng đất thôi các bạn ạ cây okay. rồi lai rồng thì cứ lai rồng đất à, cho cứ lai rồng đất như mình là ổn thôi rồi sẵn thì ngồi lầy thì đi à, đi xử lý mấy cái bình luận trên kênh nữa mà rồi thì à, có khá là nhiều bạn lần này phải gọi là khá là cây khá là cây cái bản cập nhật lần này bản cập nhật lần này thì bản cập nhật lần này á, là làm cho cái language đó các bạn là rồng nó không còn bị giới hạn ở level 40 nữa tức là khi mà bạn có một con rồng 70 các bạn vào đi đánh á thì hồi ngày xưa đấy là khi mà mình đánh bạn ấy, là con rồng đó mình gặp mặc dù nó vẫn là năm sao nhưng mà nó bị là thuộc dạng level là level level mấy ta level 40 các bạn ạ đấy chứ không phải là 70 nên là khi mà khi đó mặc dù các bạn có thể lên level cao và bạn chỉ cần trong đội hình chỉ cần có một con rồng năm sao level level 70 thôi là các bạn sẽ căn on, cân on trong cái language nói chung là đánh rất là dễ dàng. Và hôm nay thì bản cập nhật mới bản cập nhật mới thì làm cho cái giới hạn đó nó không còn nữa. là loại là bạn cầm một con rồng level như thế nào thì nó sẽ hiện ra một con rồng level như thế đấy. Ví dụ như bạn cầm con rồng level 70 vào đấu trường thì khi mà mình đánh bạn thì mình sẽ sẽ thấy con rồng đó năm sao level 70. Đấy nhưng mà các bạn cập nhật này nó còn một cái lỗ hỏng các bạn ạ Một cái lỗ hỏng này thì đưa ra uh, Do là cái việc tool hack ấy, các bạn Ngày xưa thì có Các bạn tool hack ấy, thì có một cái loại Một cái loại tool là làm cho con rồng của bạn đạt lên uh, Max level 9999 Thực chất là không phải level 9999 các bạn ạ Đại loại là một một cái dãy số nhiều lắm tầm 6 số 7 số vậy á nhưng mà khi vào đấu trường khi vào đấu trường vào language bạn đi đánh thì nó sẽ hiện ra là con rồng đó là level level 4 các bạn level 4 đấy các bạn cập các bạn các bạn cũ á là nó sẽ hiện ra level 4 và bây giờ nhà phát hành cập nhật lại như thế thì nó xuất hiện cái lỗ hỏng như như thế này là ví dụ như bạn đánh gặp cái người sự đó sử dụng tool hack thì bạn sẽ gặp là level 9999 và đây là một cái bức ảnh mình mục được đây mình chuyển qua cái bức ảnh rồi đây là một cái bức ảnh thì mình lưu ở trên cái hội nhóm của tự game dragon city các bạn ạ à. đây thì ở các hội nhóm thì có một bạn đó bạn đăng lên một cái bài như thế này gặp thế này thì chỉ có tách nén thôi các bạn ạ à. đây đây là chính là cái lỗi đây là chính là cái lỗi của cái bản cập nhật lần này nha các bạn tức là những con rồng thì bây giờ không giới hạn level, level rồng nữa, tức là những ai mà có những con rồng level 9999 bỏ vào thì bản cập nhật cũ là level 4, đánh que rất là dễ. À, giờ bây giờ gặp như thế này thì tắt nắng luôn các bạn ạ. Tách nắng luôn rồi. Cái này chắc là phải phải comment cái ảnh này lên lên Dragon City Hãy gửi mail cho họ để họ, họ sớm nhất có thể fix được cái lỗi này nha các bạn. Fix được lỗi này chắc là họ, họ sẽ fix lại là những ừ. con rồng trên level 70 thì sẽ trở thành level 70. như thế thì mới mới đánh lại được các bạn ạ hoặc là họ à, đi sẽ đi quét sẽ đi quét uh, quét language một lần nữa tìm những ai mà có những con rồng như thế này level như thế này thì đi uh, sẽ bị uh, bị ban đấy à loài là như thế và giờ bản cập nhật này thì mình thấy cái lỗi là như thế này rồi và mình mong các bạn không đi trên đông đi đánh trong đấu trường không gặp cái trường hợp oái âm như thế này nha và cái trường hợp như thế này là ton kèo rồi đánh không bao giờ thắng rồi ok trở lại game nhé bạn hồi, hồi, nãy thì mình lầy uh, lầy được cái quả trứng được cái item rồi đấy nên là các bạn cứ tự tin mà lầy nha uh, cái ấp rồng đất hạt lai rồng đất thì đều có thể lên item nha các bạn nhưng mà hôm mơ thì mình có đi lượm rương nước ở trong cái sự kiện này và cũng như xem quảng cáo lượm được một rương nước các bạn ạ à. và cái rương nước đầu tiên mà mình lấy được thì mình được ba mảnh ba mảnh nước và cái rương phía sau khá là hơn Mình được 10 mảnh luôn các bạn ạ à. Đấy một lần là 3 mảnh Một lần là 10 mảnh Thì bây giờ rương nước của mình là 43 rồi Rương đất là chỉ có 36 thôi Rồi bây giờ mình sẽ chạy rinh nha Chạy rinh để chúng ta chiếm cái Lấy cái rương đất nữa luôn nha các bạn à, Và mình thấy cái phần quà con à, ruby Ruby Dragon Thì nó ra hai lần luôn các bạn ạ à. Trong cái sự kiện Magic Event Thì nó lại ra và runner nó lại ra nữa đây đấy các bạn hãy con này thì ở trong cái sự kiện này mình đã lấy rồi bây giờ qua runner lấy nữa thì không biết đây có phải là một cái một cái gọi là một cái một cái sự cố ý của nhà phát hành hay không các bạn mình nghĩ là có thể là cố ý đấy Hà muốn để cho ai đã chơi sự kiện thì có thể lấy được con rồng Abyss sau đó đem đi recon recon và nâng lên một sao các bạn ạ rồi. Ừ. Và à, trên à, cái kênh bình luận thì mình thấy có một bạn đưa ra một ý kiến khá là hay. Bạn à, bạn như ta? Để mình coi lại cái tên. Bạn à, Khoa à, tên các bạn ạ. À, bạn ấy nói rằng là cái cái sự kiện mà cuộc đua Heroic thì à, lâu nay không thấy xuất hiện nữa. Thì à, mới đầu tiên mình đọc à, mình đọc cái bình luận thì mình thấy cuộc đua Heroic mà khó khó thì mình mình thấy là lạ cuộc đua Heroic thì lúc nào cũng có mà ta nhưng mà mình để lại là, là cái từ khó khó các bạn ạ cái từ khó khó là cái cuộc đua mà không biết các bạn nào đã đua rồi thì chắc là sẽ nhớ thu vàng thì nó ra cái item thu vàng hay thu trái cây gì đó mình không nhớ rõ nha các bạn thu vàng hay là thu trái cây gì đó thì nó ra cái item ngôi sao ra cái item ngôi sao vàng đó các bạn Đấy, cái sự kiện cái sự kiện đó thì các cái phần quà ấy, thì mình nhớ là có cái con uh, Mythical. Phần quà có một con Mythical nè. Rồi uh, ở phía cuối đấy thì có quả trứng Heroic À đại loại là cái cuộc đua đó nó giống như cuộc đua Heroic các bạn ạ. À. Mà làm nó nó, nó nó làm nó nó cũng khác khác một xíu, nó gần giống các cái uh, các thu item thì nó cũng giống như liên hồi bút đồ các kiểu thôi. Bạn áp dụng liên hồi bút và xử lý và chơi cái sự kiện đó. Thì bạn ấy nói rằng là lâu nay thì cũng không thấy cái sự kiện đó xuất hiện nữa bạn Thì đúng thiệt Và ờ, qua lời của bạn ấy nói thì đúng là mình thấy là cái sự kiện đó lâu nay nó cũng không có ra nữa Thì chắc là mình phỏng đoán là cái sự kiện đó hiện tại là Cái sự kiện đấy đó là cái hồi mà nó ra thì có sử dụng tool hack để Để lấy được các, các cái phòng què phía sau nha các bạn đấy, Và chắc là lần này là nhà phát hành không cho nó ra là có hai khả năng thôi thứ nhất là họ là họ fix họ fix lỗi để chúng ta có thể chơi được và còn cái cái thứ hai là do nó quét khó nên là họ bỏ luôn họ bỏ luôn hoặc là họ fix lại để cho nó dễ đi để chúng ta còn chơi được sự kiện đó mà và sơ, chơi sự kiện đó hồi hồi phải gọi là cực khó luôn phải bỏ game sự kiếp ấy thì mới lấy được rồng giờ giờ đâu không thấy nữa và hy vọng là sau này sự kiện đó sẽ xuất hiện trở lại các bạn ạ à, Để lấy được con mythical Cũng như là các quả trứng heroic ở phía sau Rồi và sắp tới thì à, Sắp tới thì sao ta à, Sắp tới thì sẽ đến cái sự kiện Halloween đó các bạn Thì à, Halloween thì mình có theo dõi tin tức Thì sắp tới Halloween sẽ ra những cái quả trứng Những cái quả trứng mà trong đó chứa chứa những cái con rồng mà vampire dragon các bạn ạ à, sự kiện nãy là chắc là mình sẽ ráng cố gắng để lấy được cái những con vòng rồng vampire các bạn phải gọi là rất là hấp dẫn nha à, lấy lấy cái gì ta lấy cái rương và trong rương thì có trứng vampire thì đại loại là cũng là trò trò chơi nhân phẩm thôi các bạn cũng là trò chơi nhân phẩm nữa thôi à, và hy vọng là mình có thể lấy được cái rương à và cũng có một tin rất là hấp dẫn là sau uh, khoảng sau hai đợt hai đợt hoặc là ba đợt của cuộc đua Heroic nữa thì sẽ xuất hiện con Heroic có mang tên là rồi tạch <laughs> mình nhảy bên đó là tạch rồi các bạn nhảy đường dưới là tạch rồi, rồi sẽ xuất hiện cái con Heroic là Titan Heroic các bạn ạ à. các bạn nghe tin này hấp dẫn không Titan Heroes yeah. nha oh, Rồi năm mảnh hơn thế nha Và được con Wacky Dragon Một con rồng Epic Một con rồng Epic các bạn ạ Và có thể hình như là có thể đắt đầu hay sao á Nếu mình nhớ không nhầm về con đấy à, Nhận phần quà hàng ngày Ôi, oh, Được 5 game ít thế nha Rồi đây đi xem con Wacky Dragon nha các bạn à, Wacky Dragon. à, đúng rồi con rồng ebis có thể đắt đầu con này lái like được à lái like được trên đảo la bay các bạn đây là cái ký hiệu ký hiệu của đảo la bay nha con này nó múa đẹp thế múa múa lại xem nào mọi anh em gác đáy con này múa hơi đẹp đấy à, skin bên ngoài múa hơi đẹp đấy các bạn rồi và cái, cái con Harris Titan thì như mình vừa nói thì uh, nó cũng sẽ là đại diện nó cũng sẽ là đại diện cho cái con rồng mình nghĩ là sẽ là con rồng Harris mạnh nhất game đơn giản là vì uh, Titan thì nó có cái uh, cái khiên cái khiên đỡ bạn ạ à. và Heroic thì con nào cũng mạnh như con nào rồi cách uh, 11 cái điều mà chúng ta so sánh giữa cái con Heroic là bộ hệ của nó thôi các bạn bộ hệ và con này thì uh, mình không biết là bộ hệ có bị bóp hay không cho riêng rương cái khiên là mình thấy mê rồi có có cái, cái khiên mà giảm được một đam là quá ngon rồi các bạn ạ bộ hệ mà ngon nữa thì chắc là con nó phải gọi là mạnh nhất game à, và không biết là có dễ ăn con nó năm sao hay không mà vấn đề là nếu mà nó có bán ý à, đi ham ham ăn cái phía trên quá bạn ham ăn cái lên trên để lấy cái chăm chóng ở trong phía kia rip rip à, vấn đề là cái gì ta nãy đang nói con heroist À, vấn đề là nó có cha cuộc đua của con đó hay không thì mình chưa biết nha thì mình thấy là cái con đó nếu mà cho cuộc đua nếu mà cho cuộc đua thì nó không phải là con chính trong cuộc đua các bạn ạ, mà là một con phụ một con phụ vì mình sợ nó không có khi, khi kết thúc cuộc đua thì nó lại không có bán ốp các bạn ạ à, giống như con cái con hầu cái con raven nữa các bạn con raven là cũng là một con loại harris phụ nó không có nó không có nằm trong cái cuộc đua harris nên là những con nào mà nằm trong cuộc đua heroic giống như con hôm bữa mà mình lấy năm sao á con hai gì đó hai divination á con đấy là nó nằm trong cuộc đua heroic kết thúc cuộc đua thì có mở bán offer để lấy được năm sao mà con này thì nếu mà nó nằm ngoài cuộc đua như con raven thì phải gọi là hàng hiếm hàng hiếm đấy các bạn và ai mà nâng được hàng hiếm nó lên năm sao thì phải gọi là trùm game Bịt <laughs> bá nhất game rồi các bạn Uh, uh, ok rồi, dừng dừng chắc là phải 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 dừng ở đây đi đập bình luận chém gió tiếp vừa vừa chạy vừa chạy rinh nờ vừa chém gió mà xem lại hay các bạn ạ chạy được chín mươi mấy ngàn điểm luôn cứ gắt ừ, nhưng mà đang 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 trong cái cái quá trình chạy à, đây đây rồi đây chỗ đây dừng nè để, để mình xem thử bình luận nha rồi vậy là mình đã trả lời câu hỏi ba còn hát nào mạnh nhất cho bạn Phong Vlog rồi nha Để mình tìm bình luận Rồi và sau khi Đọc dạo cái bình luận một lần thì Ý Rip rồi, tiếc nha Đọc dạo cái bình luận một lần thì mình thấy À, cũng hết vấn đề để để trả lời rồi và mình thấy hết vấn đề để trả lời rồi rồi và thông tin của cuộc đua Harris lần sau thì là một con Harris mang có thể cổng không gian đầu nha bạn cổng không gian đầu và nếu mà các bạn muốn mình review con đấy sớm một tí cho bạn xem thì các bạn có thể comment ở phía dưới nha và review như thế thì mình sẽ dùng cái nick bị ban của mình mình vào xe vào ảo rồi mình sẽ review con đáy năm sao cho các bạn xem, à, xem sớm thôi. còn bạn nào không muốn, không thích uh, thì uh, có, có thể là để lại comment nha nếu mà nhiều người thích thì mình sẽ làm. Đấy, thì uh, cái đó làm thì bây giờ hiện tại chắc là không ai lấy được đâu trừ trừ cái việc là vào xe và ảo thôi các bạn, vào xe và ảo để test con đấy hình dáng như thế nào, bộ hệ như thế nào, đi trend năm sao được các kiểu, đại loại là mang tính chất câu view là câu view câu view là chính các bạn ạ. Đấy, bạn nào muốn thì mình làm nha. Rồi, và runner thì chắc là mình không 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 chạy nữa nha các bạn. Mặc dù mình còn tới 62 điểm lần mà chạy hồi nãy chạy được một quán các bạn xem được 90.000 điểm thì quá phê rồi. Chạy nữa các bạn sợ ngầu coi thấy runner không nó nó nó, nặng các bạn ạ. Rồi, và ở bang thì được rương xấu quá đã luôn các bạn ạ. Đúng là nơi đúng là nơi ăn ký hoàn hảo quanh ký bàn này được sáu quán ngon các bạn rồi và hết 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 cái language này thì chắc là đến arena mà arena thì phải gọi là canh kèo hy vọng có thể ăn ký được game nha à, ở đây con rồng này ra rồi nè rồi con dung geon lock dragon ok cho nó ra cho nó ra thì cái này có bị bị chặt chỗ rồi chặt chỗ rồi chỉ còn hai slot thôi làm nhiệm vụ nó cũng sẽ bị chậm một tí các bạn ạ à, mà phải đành chịu thôi các bạn rồi ở đây summon summon job cop legend còn 297 để dành đây chắc là con uh, này mình sẽ không sum nha các bạn mình sẽ cố gắng tiết kiệm job cop nhiều nhất có thể để dành cho những cái con rồng mà mình thấy xứng đáng ví dụ như là Uh, Titan nè hoặc là hoặc là sau này có vampy nếu mà vampy nó ra nữa thì chắc là sẽ có off vampy được cái kiểu đấy. Lúc đó sum nó hấp dẫn hơn các bạn ạ. <laughs> rồi ở đây thì mình sẽ sum những cái con nào mà mình có ốp rồi. Đây con uh, Burma Force Dragon. Rồi chắc là sum ra luôn các bạn. Rồi ở trên đây thì còn một mớ con nữa nè. Mà có vẻ như là ebit không hả các bạn, hết Legend rồi. Rồi một mớ ebit mà một mới biết này cũng chưa hoàn thành chỉ có con blue Fire blue Fire là lấy ốp ở trên cái đảo vip một á thì mới có rồi à mà sắp tới có cái sự kiện là mua đảo vip được nhận rương các bạn nhận rương mở ra được vampire bay loại là cái 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 đó khá là ngon nha nếu mà bạn nào mà chưa mua đảo vip thì thì để dành tiền nha để chừng nào có sự kiện đó thì mua luôn là nó rất là hấp dẫn nha các bạn nếu mà bạn nào có điều kiện còn mình thì mình đã mua luôn rồi mà không biết chừng nó ra sự kiện đó thì mình có nhận được cái phần quà hay không. Nếu không nhận nhận được phần quà thì phải gọi là khá là buồn các bạn ạ. vì mua mua sớm quá. Rồi, ở đây thì mình như như hồi nãy nói thì các bạn cập nhật nó có cái điều bất cập và cái đó là chỉ là hình ảnh thôi. Và bây giờ mình ráng để dành ba trận language để vào combat cho các bạn xem không. À, ai biết được gặp cái gặp được cái đội hình level 999 thì sao. Rồi, cái này combat nha Bên uh, đội hình bên kia chỉ toàn là 40 thôi Nên Thoải mái các bạn ạ 40 Rồi này thì trong này thì nhiều heroic Đa phần là nhiều heroic Hiện tại thì mình mới level bao nhiêu Mới level 59 hay 60 gì đó các bạn À nói đến level hình như mình quên Say heroic start phải Đúng rồi Chúc ra chết thử Hình như mình quên say heroic start legend kiếm xếp rồi các bạn Rồi chúc cái xong cái trận này mình ra mình say luôn Rồi, mình đang muốn lên level lên cao để có nhiều trái cây. Đúng rồi đây nè. À, ừ, mình thu ép xếp xong mà mình quên bán rồi xây lại. Quên mất các bạn ạ. chém bán nhầm. Rồi sell, yes, ok. Và nay thì mình không có xây một hai bi start nữa. Nay mình chơi xây hai hai cái lần luôn các bạn. Rồi đi qua đây xây nha rồi một cái rồi một cái cái đầu thì là một một m 5 vàng cái sau là 23 3 m vàng các bạn rồi sắp tới Halloween rồi và hôm bữa thì mình thấy cái mở rồng đảo nhìn vé mở rồng đảo thì mình cả mở được mấy phần đất đó các bạn được khoảng 3 ô nữa ở đây còn mấy ô nữa nè chắc là sẽ để dành game anh nhầm sẽ để dành vàng để mở cho xong cái đảo bóng tối luôn và trang trí một xíu để đón Halloween cho nó hấp dẫn và rồi hai cây này thì Halloween phải gọi là quá hấp dẫn luôn rồi Sau đó thì chắc là sẽ ra bí ngô đồ các kiểu vật phẩm trang trí Halloween khá là đẹp Khá là bắt mắt trang trí ở đây Còn cái việc à, mở được cái cái đảo banh hay không là một câu chuyện khác các Nếu mở được đảo banh thì đón Giáng sinh nữa thì khá là vui Rồi à, đi vào quay lại combat rồi, combat tiếp language nha Rồi hệ giá đầu rồi 38 với 40 thôi rồi. rồi à, chưa mình chưa gặp được à, những con rồng trên level Rồi vậy gì ghê vậy hai super Đây đây là hai super nè Nó ra là một phát crit rồi Rồi Ở bên này thì mình có hệ khác Đội hình mình là cứ một con Một con bua Một con primal một con lê một con này thì có lê giá nữa các bạn khá là khá là hấp dẫn đội hình mình là bốn hệ riêng cái bốn hệ đặc biệt là cầm đủ rồi đó, đa dạng rồi các bạn còn mấy hệ tự nhiên thì mình không quan tâm cho lắm à, riêng hệ tự nhiên mà gặp những con rồng mà có hệ lá đầu các bạn thì mình không có con nào có hệ băng hay hệ lửa để crit à, trong đội hình này của mình không có băng hay lửa để crit ơi à, hồi nãy quên nãy quên để que cho con con Forest Queen Creek một phát cho nó vừa thành luôn Rồi nó làm phát mình dìa thành rồi Đây Này 83.000 máu nha Đây hệ lửa thì sẽ hệ nước các bạn ạ à, Chắc là để con này đam luôn Khỏi đổi qua Yashu Yashu 2 cũng Creek thì cũng phải hai lần đam các bạn ạ rồi khá là tiếc nha, language mình không có gặp bạn nào mạnh cả, có khi tại level mình còn thấp. Rồi, ở đây là đấu trường thì mình đã leo lên được rank gần một rồi nha các bạn, Legion 1. Thì hiện tại gần 1 thì dam á, đam của Rồng được cộng 100% luôn nha bạn. Dam của Rồng thôi. Và mình có con hạt giống nó gắn tem. Có gọi là gắn tem trong cái đồ hình này luôn các bạn. Rồi Sky nè. Đấy, wow, có, skill lé của mình nữa các bạn Đam thường là đã là 50.000 rồi Và skill legend thì đam thường cũng tầm là 40 mấy ngàn, 45 ngàn Nhưng mà mình không hiểu cái độ tính toán như thế nào mà cộng 100% đam Thì đáng lẽ là phải làm một phát chỉ là phải là 90.000 lần đấy Nếu mà 45.000 là đam tay đánh ở ngoài Thì khi mà khi mà được cộng 100 phần trăm này đáng lẽ nó phải lên rất là cao mình không hiểu tại sao là đam khá là thấp các bạn đam trong này hệ lê Gần đánh khá là khá là thấp đam nó, nó, nó không đúng so với tính toán thì phải đấy nó có 60.000 60.000 mà cho ví dụ như cho cái con rồng của mình đam tay thường là 40.000 đam đi thì hiện tại nó đang một phát là 60.000 mà 60.000 thì đại diện cho rõ ràng là rõ ràng là có được 50 phần trăm đam cho mấy các bạn mình nghĩ là cái 50 phần trăm đam đam vào ạ à? rồi hai con cung thủ đánh nhau luôn rồi con bass. này Ô, đồng răng đồng đồng răng đồng gì ta đồng răng đồng sao luôn các bạn như không phải mình nói hơi nhầm đồng răng răng ở đây là a cộng đúng không còn level đồng răng đồng level À, đồng sao đồng sao cũng có thể nói là đồng sao đồng sao là hai, con không sao <laughs> rồi sắp lấy được cái phần quà hàng ngày rồi các bạn rồi ở đây quay uh... ở đây mà cầm được con wishing star vào nè đấy cầm được này mà khá tiếc mình cho nó ăn mới level 30 mươi à. 30 thì đánh nắm được gì, chắc là cho nó ra Chris con kia thôi, con kia hệ chiến binh đầu cho nó làm phát chiếu uh, uh, chiêu băng các bạn ạ. Mà làm phát rồi chắc là cũng gì thành luôn đấy. Rồi con này mới răng uh, mới răng C này Chắc là một răng C của nó cũng đủ ăn con này rồi. <laughs> rồi crit được có 9.000 các bạn. Ui da, vẫn còn sống, vẫn còn sống thì thôi cho chú đi vô núp lầm đây làm kiêu kêu vậy cho vui được rồi ừ. rồi hai à, con rồi à, scapper nay có vẻ như, như, có khá là nhiều bạn cầm scapper đi combat các bạn ạ cũng là sau khi cuộc đua Harris kết thúc thì gặp gặp cái con heris và con ligan này khá là nhiều rồi phần quà ôi ôi ngon 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 mình thấy cái này là hơi ngon đấy 20 mảnh thêm dragon 12 mảnh powder Khá là ngon các bạn ạ Rồi ok à, Mình lấy được phần quà rồi Nên chắc là mình sẽ hạn chế đánh răng nha các bạn Để tối ngày mai Tối ngày mai thì sẽ ra cái nhiệm vụ đánh răng Lúc đó thì đánh nó nhiệt tình hơn Và sắp lên răng master duck rồi Chắc là sau này cày răng Cày răng nó sẽ khó đi rất là nhiều các bạn ạ Rồi và video này là kết thúc Chào tạm biệt các bạn nha